Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể đón nhận được những video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin Trấn Thành chơi lớn mua tặng nhà 7,5 tỷ tặng cho Harry Kane tại Hà Nội. Thưa quý vị, hôm qua ngày 10 tháng 5, Trấn Thành và Harry Kane đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một sự kiện ra mắt dự án bất động sản. Tại đây, Harry Kane đã than vãn với Trấn Thành, hai vợ chồng mình thường xuyên ra Hà Nội, mỗi lần ra phải ở khách sạn tốn tiền quá, đồ đạc cũng không đầy đủ, anh yêu em đúng không? Trấn Thành đáp, má anh cũng không dám nói là không yêu em. Harry Kane lập tức nũng nịu, thế thì em có một ước mơ nhỏ là anh hãy giữ lời hứa mua một căn nhà tại Hà Nội, căn nhà bé bé cũng được. Trấn Thành ban đầu chưa muốn mua lắm, anh nói, ước mơ chung của chị em phụ nữ, ước mơ này của em nhỏ quá nhỉ. Harry Kane tiếp tục năn nỉ, tình yêu của anh dành cho em lớn như vậy, anh dành cho em bao nhiêu thứ, nhưng ước mơ của em chỉ nho nhỏ như thế thôi. Trấn Thành nghe vậy mũi lòng nên đã quyết định sẽ mua một căn hộ tại Hà Nội cho Harry Kane. Anh nói, em bình tĩnh, bớt mơ lại, cuộc đời Trấn Thành sống và làm việc cho nhân dân, khán giả, nhưng mang tiền về chỉ biết dâng cho vợ. Vợ là cha, là mẹ, vợ nói gì cũng nghe, mua nhà thì mua nhà. Trước khi mua nhà, Harry Kane hỏi Trấn Thành, em là mẹ thiên hạ, mua nhà thì em không rành đường ngoài Hà Nội, chắc anh biết hơn em đúng không? Trấn Thành đáp, vấn đề là mình phải tìm được nơi nào bán nhà chất lượng, uy tín. Môi giới thì ở đâu cũng có, không biết ai là người uy tín, phải đi tìm thôi. Sau đó, hai vợ chồng đã tìm đến một môi giới nhà đất và được người này hướng dẫn cụ thể. Harry Kane yêu cầu được mua một căn nhà có 3 phòng ngủ. Trấn Thành đầu tiên định chọn một căn nhà giá thấp. Anh nói với môi giới, đi lại nhiều nên mua giá thấp thấp thôi. Harry Kane nghe vậy liền nũng nịu với Trấn Thành, chồng ơi, nhìn em ăn mặc sang trọng như thế này mà ở căn rẻ rẻ thì cứ làm sao ấy. Trấn Thành bị Harry Kane nũng nịu nên đổi ý, quyết lấy một căn nhà đắt tiền nhất. Anh nói, vậy thì chọn căn đắt nhất cho anh. Cuối cùng Trấn Thành và Harry Kane đã chọn được một căn hộ rộng hơn 100m², có 3 phòng ngủ với giá 7,5 tỷ, có view hồ Tây. Anh còn show ảnh căn hộ của mình từ phòng ngủ tới phòng khách. Trấn Thành nói, đây là căn hộ do anh tự thiết kế. Sau khi chọn nhà xong, Harry Kane nói đùa, em ngu nên mới lấy anh. À không, em ngu nên mới lấy một thằng chồng khôn như anh. Trấn Thành cười đáp lại, anh không nghĩ em ngu đâu, anh mới là thằng ngu. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật thông tin mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.